Hello, mình xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ mở một cánh cửa thần kỳ và mình sẽ giới thiệu với các bạn một khu vườn của người Đức. Tên tên tên. Các bạn thấy có đẹp không? Đây là một ngôi vườn của cô chủ nhà, cô này là người Đức các bạn. Để có được một ngôi vườn đẹp như thế này thì cái người chủ của cái khu vườn này cũng phải rất là tâm huyết và cực kỳ dày công để có thể có được những cái bông hoa đẹp như thế này. Các bạn thấy không? Rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp, sạch sẽ và có một cái gì đó rất là tỉ mỉ ở cái khu vườn này. Ở đây thì có rất là nhiều hoa hồng và cái đây là một bông hoa hồng mình rất là thích. Nó đẹp một cách tao nhã và nó nhìn nó giống như là một một hoàng hậu vậy đó các bạn. Mình cũng không biết tên thật của nó là gì nhưng mà nói chung đây là các cái loài hoa hồng. Ok, mình sẽ đưa các bạn tiếp tục đi thăm những cái bông hoa còn lại. Đây lại là hoa hồng các bạn. Hoa hồng màu màu pink đó, màu hồng, màu lạt. À, các bạn thấy cái quả cầu đằng xa kia không? À, thực ra nó là một cái cây đó các bạn nhưng mà nó được cắt tỉa tròn á và cái lá của nó là màu màu trắng sáng màu ánh á nên nhìn nó giống như là một quả cầu tuyết vậy đó các bạn, rất là đẹp. Hoa ở trong vườn rất thơm và có cả tiếng chim líu lo hót nữa các bạn. À, một cái không gian nó đẹp như thế này, nó thơm mộng và nó trong nó xanh như thế này thì người ta sống thọ là cũng hợp lý thôi đúng không các bạn. Mình thì mình nghe nhiều về cái việc mà uống trà hoa hồng khô rồi các bạn. Nhưng mà mình không biết là nếu mà mình uống trà hoa hồng mà hoa hồng tươi á thì liệu nó có lợi ích giống như là hoa hồng khô không hoặc là nó có tác dụng ngược gì không. Mình cũng muốn uống nhưng mà mình cũng chưa có biết cái cách thức của nó và cái lợi ích của hoa hồng tươi á. Nếu mà bạn nào mà xem xong cái video này của mình mà biết được cái cách uống hoa hồng tươi đó các bạn, trà đó, thì có thể cho mình xin cái góp ý ở cái comment nha để mình có thể uống cho đẹp da đẹp dáng hay là lợi sức khỏe đó. Mình cảm ơn các bạn nghe. Hôm nay á, trời nó không có nắng đó các bạn nên là mình quay cảnh nó không có được sáng cái video lắm, hơi tiếc. Nhưng mà mình cũng muốn chia sẻ với các bạn thêm một điều nữa là ở Đức đó các bạn, khi các bạn đi trên đường á, thì các bạn thấy hoa rất là nhiều, hoa ở dọc đường á, có thể là hoa của chính phủ người ta trồng, cũng có thể là những cái loài hoa nó mọc tự nhiên đó các bạn, nhìn nó rất đẹp. Và nếu mà các bạn thấy những cái hoa nó đẹp mà các bạn muốn nhổ hoặc là muốn hái để đem về nhà trồng hoặc là trưng đó các bạn thì điều ấy là bị nghiêm cấm ở Đức nha các bạn. Nếu mà các bạn mà nhổ hoặc là hái cái hoa đó về đó thì người dân người ta thấy người ta sẽ gọi cho police đó các bạn, thì police đến và sẽ bắt mình và sẽ phạt mình đó các bạn, vì đó là tài sản của nhà nước mà. Mình nói như vậy sở dĩ là mình thấy ở ở Sài Gòn mình á, nhiều khi có những cái lễ hội gì đó thì có một số người họ hay ra để lấy những cái chậu hoa để đem về nhà trưng ấy. Điều đấy thật sự là không có được đẹp cho lắm. Và cũng không có một cái biện pháp nào cụ thể về việc phạt hay răn đe đúng không? Nhưng ở bên đây thì nó rất là cụ thể. Anh mà bị cái lỗi đó là anh sẽ bị phạt rất nặng và phải đền tiền hoặc là như thế nào đó các bạn. À, cái bông hoa màu tím này là các bạn nó rất đẹp khi mà nó có nhiều cây cùng nhau á, nó mọc thành chùm chùm như vậy á, nhìn rất là đẹp nhưng mà nó cũng hơi hơi độc đó các bạn và cũng gây dị ứng nữa, nên nếu có những người mà nhạy cảm với làn da đó hoặc là khí thở đó thì nó sẽ bị dễ bị dị ứng. Mình quay miết xong cái mình quên mình không có nói tên cái loài hoa ấy, thì mình sẽ viết cái tên loài hoa ở dưới mỗi cái cây hoa để các bạn có thể biết được tên của hoa là gì nghe. Mình không nói thì chắc các bạn cũng biết. Thực sự mà để có một cái vườn hoa đẹp như thế này thì cái người người mà chăm sóc cái vườn hoa này cũng rất là phải kỳ công, phải cắt tỉa này, phải làm cỏ này, phải chăm bón phân này, rồi đủ các công việc không tên ở cái vườn này nữa, nên là nhìn không thôi thì thấy đã mắt nhưng mà đằng sau đó là cả một khối công việc.
cho nên là người Đức các bạn ạ, họ cũng rất là tỉ mỉ, rất siêng năng và họ yêu cái đẹp đó. Ngoài ra các bạn biết không, mặc dù là có nhiều người á, đấy không phải là nhà của họ, họ chỉ thuê cái căn đó để họ ở thôi, nhưng mà họ cũng chăm sóc cho cái nơi mà họ thuê ở ấy rất là đẹp và rất là chu đáo, giống như đấy là nhà của họ vậy. Mình thì mình thấy cái khung cảnh mà quay ở trong vườn như này đó các bạn, nó có tiếng chim á, nó rất là dễ chịu, nhưng mà mình nghĩ rằng nó hơi chán cho các bạn khi mà các bạn xem video ấy, nên mình sẽ lồng nhạc vào. Nếu mà trường hợp mà các bạn nào mà có cái góp ý cho mình để mình làm video tốt hơn ấy, thì các bạn có thể comment cho mình là nên để nhạc hoặc là không để nhạc nhé. Nếu mà các bạn góp ý như vậy cho mình thì mình sẽ rất là cảm kích và cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây là hoa hồng vàng và hoa hồng nhung nè các bạn. Hoa hồng nhung là nhìn nó đẹp quá ha. Thực ra thì trong các cái loài hoa hồng đó, mình thích cái hương thơm nhất của cái mùi hoa hồng trắng đó các bạn. Cái hoa hồng trắng đó, nó có một cái mùi hương giống như là mùi mật ong đó các bạn. Nó thơm mà nó thanh khiết. Cái hoa hồng trắng thì cũng có nhiều loại, nhưng mà cái cây ở nhà mình á thì nó rất là thanh, cái vị, cái hương của nó rất là dễ chịu và thư giãn rất là tốt. Khi nào có dịp thì mình sẽ quay cái cây hoa hồng ở nhà mình để show các bạn xem. Hoa thơm, cỏ xanh, ong với lại bướm là nó bay chập chờn luôn. Các bạn thấy hình ảnh ở trên TV về một cái nước Đức đẹp như thế nào thì ở bên ngoài trông nó đẹp hơn rất nhiều các bạn ạ. Thực sự mình cảm thấy đây là một đất nước rất là đẹp, và không biết dùng gì để mình không biết dùng cái từ gì để tả cả. Nó đẹp và nó sạch, không khí nó rất là trong lành và nó làm cho mình cảm giác giống như là mình khỏe khoắn hơn đó các bạn. Hôm nay thì mình rất là hân hạnh được giới thiệu với các bạn về một khu vườn của một người Đức đó các bạn. Nó đẹp và được chăm sóc một cách tỉ mỉ như thế nào. Mình xin chúc các bạn một ngày thật vui vẻ và hẹn gặp các bạn ở một cái video clip tiếp theo của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn và nhớ đừng quên like và subscribe kênh của mình nha. Mình xin cảm ơn các bạn. I'm missing you.